Ngày 26 tháng 1, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã mời tài xế điều khiển xe buýt đi ngược chiều, ngang nhiên chặn đầu xe ô tô khác, gây cản trở giao thông lên làm việc. Trước đó vào ngày 23 tháng 1, mạng xã hội lan truyền được clip ghi lại cảnh một xe buýt mang biển số Hà Nội đi ngược chiều trên phố Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy. Đáng nói, dù đi ngược chiều nhưng khi gặp ô tô đi đúng phần đường, làn đường, tài xế điều khiển xe buýt vẫn cố tình không nhường đường, thậm chí còn chặn đầu ô tô con đi đúng, gây ách tắc giao thông. Quá trình xác minh, công an xác định tài xế điều khiển xe buýt chạy tuyến số 29 thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội là TDT, sinh năm 1985, trú tại huyện Đan Phượng. Với lỗi vi phạm nêu trên, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản xử phạt tài xế T số tiền 5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.